Thưa quý vị, theo thông tin từ tập đoàn phân tích dữ liệu Bloomberg, giá các loại phân bón chủ lực ở trên thị trường thế giới hiện đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính thế giới vào năm 2008. Tại thị trường trong nước, từ đầu năm cho tới nay, giá phân bón vô cơ cũng tăng trung bình tới hơn 80%, khiến cho nông dân liên tục gặp khó trong việc tái thiết sản xuất. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, trong tháng 8 vừa qua, các nguyên liệu chính để sản xuất phân bón tăng mạnh trên thị trường thế giới. Cụ thể, giá lưu huỳnh tăng 233%, axit sulfuric tăng 232%, khí amonic tăng 220%, quặng apatit tăng 7,7%. Thêm vào đó, giá cước vận tải tăng lên 3-5 lần. Đây là những nguyên nhân chính làm giá phân bón tăng liên tục trong thời gian vừa qua. Dự báo từ nay đến đầu năm 2022, giá phân bón khó có thể hạ nhiệt do thế giới đang xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng do đại dịch. Hiện một số nhà máy sản xuất phân bón lớn phải tạm thời đóng cửa, bao gồm cả khu phức hợp Niter lớn nhất thế giới của tập đoàn CF Industries Holdings. Phân bón là đầu vào quan trọng của sản xuất nông nghiệp. Từ đầu năm cho tới nay, giá phân bón tăng phi mã đã khiến cho chi phí đầu vào đội giá theo. Trong bối cảnh này, thì những loại phân bón hữu cơ sản xuất ở trong nước có thêm cơ hội để mở rộng thị trường do chủ động được nguồn nguyên liệu là phụ phẩm ngành nông nghiệp. Trên diện tích lúa này, nếu dùng phân bón vô cơ, chi phí sản xuất có thể lên tới 22 triệu đồng một hecta. Tuy nhiên, con số này sẽ giảm xuống chỉ còn 18 triệu đồng một hecta nếu nông dân dùng phân bón hữu cơ. Vì thế, từ nhiều vụ nay, để cắt giảm chi phí, ông Khắp đã sử dụng phân bón hữu cơ sinh học cho tất cả các thời kỳ của cây lúa. Thông thường là mình bón theo phân hóa học, thì rầy hoặc là bệnh đồ thì xịt rất nhiều, còn cái đối với này xịt thuốc cái gì thuốc sinh học này á thì nó hạn chế là nó xua đuổi thôi chứ giữ được cái thiên địch. Giá phân bón tăng phi mã, vì thế không chỉ với lúa mà nhiều mô hình trồng cây ăn trái khác cũng đang được nông dân tích cực bón phân hữu cơ. Khác là khác được cái là thuốc men mình không có xài thuốc hóa học. À, mình xài thuốc hữu cơ luôn. Thì nó mang lại lợi ích như nào? Thì nói chung thì mang lại lợi ích thì như cho bà con đồ ăn thì nó cũng được, nó sạch, giảm thuốc. Phân bón hữu cơ không chỉ bảo vệ môi trường, giảm chi phí vật tư đầu vào mà còn giúp tăng giá trị nông sản. Gạo và rau quả canh tác bằng phân bón hữu cơ có giá cao hơn từ 30-50% so với các sản phẩm thông thường. Trong đó có nhiều mặt hàng có lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Chất lượng trái rất là chắc, mọi người nghe nè, đó, dưa chắc, mình cắt ra thì mình thấy cái ruộng rất là đặc, thấy không? Và cái tính chất thịt quả này nó sẽ giúp cho cái người tiêu dùng hay là người bán, họ có thể tồn trữ sau thu hoạch rất là lâu, 5 đến 10 ngày nó vẫn không bị thay đổi kết cấu thịt quả. Từ đầu năm tới nay, giá phân bón vô cơ đã tăng phi mã, trung bình tới 80% và chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến chi phí sản xuất đội lên, ảnh hưởng tới thu nhập của nông dân. Sở dĩ phân bón tăng bất thường như vậy là do giá nguyên liệu thế giới tăng cao. Trong bối cảnh này, những loại phân bón hữu cơ sản xuất trong nước có thêm cơ hội mở rộng thị trường. Tại nhà máy chuyên sản xuất phân bón hữu cơ này, từ đầu năm tới nay, sản lượng, giá cả phân bón luôn ổn định. Theo các chuyên gia nông nghiệp, phân bón hữu cơ cung cấp đầy đủ các loại chất dinh dưỡng khác nhau mà cây trồng cần sử dụng trong suốt quá trình sinh trưởng. Nhất là với cây trồng dài ngày, bà con sẽ không phải lo lắng tới vấn đề thiếu hụt dinh dưỡng ở các nhóm trung lượng và vi lượng. Theo thống kê, ngành nông nghiệp hàng năm thải ra khoảng 40 triệu tấn rơm rạ, bã cây ngô mía và hơn 25 triệu tấn phân trâu bò, gia cầm. Ngoài ra thì còn một lượng lớn rác thải thực phẩm từ sinh hoạt. Đây chính là nguồn nguyên liệu dồi dào để phục vụ cho sản xuất và ứng dụng phân bón hữu cơ. Tuy nhiên thì thực tế phân bón hữu cơ ở Việt Nam thì vẫn chưa phát triển đúng với tiềm năng. Phóng sự ngay sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Là một thanh niên trẻ, anh Nguyễn Hữu Hà đã từ bỏ cơ hội làm việc tại các thành phố lớn để trở về quê hương lập nghiệp bằng mô hình trồng chanh tứ quý hữu cơ. Với diện tích lên tới hơn 13 hectare, anh Hà cần trung bình 10 tấn phân bón trên 1 hectare cho một năm để đảm bảo cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm khởi nghiệp, cho tới nay anh Hà vẫn chưa lựa chọn được loại phân bón hữu cơ phù hợp cho trang trại của mình. Hiện nay, anh tiến hành tự ủ phân bằng đỗ tương, xương cá và vỏ trứng như thế này. Như các công ty phân bón hữu cơ sản xuất nó có phải định hướng rõ ràng là chúng tôi sản xuất phân bón hữu cơ theo công nghệ nào và theo cái vi sinh vật nào và điều kiện của nó là bao nhiêu thời gian và có giấy kiểm nghiệm.
Theo quy định, phân bón hữu cơ sẽ không phải khảo nghiệm trước khi đưa ra thị trường. Điều này vô tình tạo ra lỗ hổng, tạo cơ hội để phân bón hữu cơ kém chất lượng trôi nổi xuất hiện trên thị trường. Hiện nay, phân bón hữu cơ ở Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, chỉ chiếm chưa đến 20% tổng sản lượng phân bón trên cả nước. Chúng ta mới đạt được khoảng 1,3 triệu tấn. Trên một con số hàng chục triệu tấn phân bón hiện nay cái nhu cầu là con số quá ít. Tuy là ít, nhưng mà có một điều mừng nhất là nó tạo ra một cái xu hướng mới. Cái xu hướng đó là gì? Dần đi trở về với nền nông nghiệp sạch. Theo các chuyên gia, với nhu cầu bình quân khoảng 80 triệu tấn phân cho canh tác 15 triệu hecta, dư địa để sản xuất phân hữu cơ là rất lớn. Vì vậy, ngành nông nghiệp cần tính tới những giải pháp để khơi dậy tiềm năng phát triển của ngành hàng này. Để nông dân tiếp cận được những sản phẩm đó, đương nhiên phải xây dựng mô hình. Có mô hình thuyết phục rồi mới mở rộng ra được. Được sản xuất thì tất cả những cái quy trình công đoạn đó là cần thiết. Tuy nhiên, cái cần thiết đó để doanh nghiệp và để cho nông dân người ta bươn trải thì sẽ khó được cái tiếp cận và phổ biến một cách nhanh nhất. Cho nên những cái cơ quan, tôi nghĩ rằng khuyến nông của các cấp từ trung ương đến các địa phương cần phải mạnh dạn vào cuộc cùng với nông dân trong cái tình hình hiện nay. Ngoài ra, để phân bón hữu cơ có thể thu hút được nông dân cũng như doanh nghiệp thì cần điều chỉnh về cơ chế chính sách, ban hành những quy chuẩn nhằm kiểm soát chất lượng đầu vào, đầu ra của phân bón hữu cơ trước khi đưa ra thị trường.